quý vị và các bạn, có một loài rau rừng bình dị ở núi rừng Phong Nha - Kẻ Bàng đã được chọn làm tên gọi và nhanh chóng trở thành một thương hiệu du lịch nổi tiếng của Quảng Bình, Việt Nam và trên toàn thế giới. Đó là công ty trách nhiệm hữu hạn Chua Me Đất. Không hoa mỹ, khoa trương, chỉ mang tên một loài thảm mộc bình dân, khiêm nhường của núi rừng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Chua Me Đất với hình ảnh người đứng đầu, doanh nhân Nguyễn Châu Á đã bền bỉ với hành trình góp phần đưa Sơn Đồng cùng hệ thống hang động kỳ vĩ của Phong Nha - Kẻ Bàng trở thành điểm đến hấp dẫn nhất châu Á và hứa hẹn trong tương lai gần, Quảng Bình, Việt Nam sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn nhất hành tinh. Trong mỗi bữa cơm gia đình hàng ngày của người dân vùng Sơn Cước phía Tây tỉnh Quảng Bình, bao giờ cũng có một món canh truyền thống được nấu từ các loại rau rừng. Gần một thập kỷ qua, có một loại thảo mộc bình dân ở núi rừng Phong Nha - Kẻ Bàng đã được chọn làm tên gọi và nhanh chóng trở thành một thương hiệu du lịch nổi tiếng của Quảng Bình, Việt Nam và trên toàn thế giới. Hai cái tên được nhắc nhớ nhiều nhất khi nói đến Sơn Đòn, hang động lớn nhất thế giới thuộc di sản thiên nhiên thế giới vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng của tỉnh Quảng Bình, là Hồ Khanh, một thợ sơn trà người địa phương đã có công phát hiện ra hang Sơn Đòn, và chuyên gia hang động Howard Limburg, một thành viên của Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh. Nhưng không phải ai cũng biết rằng, đằng sau những con người đã nổi danh đó, trong hành trình đưa Sơn Đòn và hệ thống hang động của Phong Nha - Kẻ Bàng tỏa sáng ra thế giới, còn có sự góp sức thầm lặng, miệt mài và bền bỉ của một người con quê hương Quảng Bình, doanh nhân Nguyễn Châu Á. Tôi sinh ra ở làng Phong Nha. Tuổi thơ tôi gắn bó với ruộng đồng và những cánh rừng. Khi học hết cấp 2 thì ở đây không còn trường học nữa mà phải đi rất là xa. Do đó tôi phải vào thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục việc học của mình. Sau bao nhiêu năm bôn ba rồi học hành rồi làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh, năm 2010 ở Phong Nha có một trận lũ rất là lớn và khi tôi về thì phải bắt một con thuyền và đi trên đường mức nước vẫn là 4 mét. Và khi nước rút đi thì lúc đó mọi người gần như là mất tất cả. Và tôi nghĩ rằng ở Phong Nha mặc dù thời tiết rất là khắc nghiệt nhưng mà thiên nhiên đã ban tặng cho Phong Nha một cái hệ thống hang động lớn như thế, tại sao mình không nghĩ rằng là nên làm cái điều gì đó để kinh doanh tại quê hương. Và sau một thời gian dài nghiên cứu và suy nghĩ, đến tháng 6 năm 2011, tôi quyết định rời bỏ thành phố để về Phong Nha lập lên một công ty du lịch mạo hiểm chuyên khám phá hang động. Và cái tên mà tôi sử dụng đó là Chua Me Đất. Tên tiếng Anh của Chua Me Đất gọi là Osalis. Chua Me Đất nó gợi nhớ cho bất cứ ai đã sinh ra những vùng làng quê và đi xa thì họ luôn luôn nhớ cái món canh chua me rất là mộc mạc ở chân quê. Và tôi nghĩ rằng một cái tên như vậy nó sẽ giải thích cho cái sự mong ước cũng như là luôn đau đáu về quê hương để cùng bà con làm một cái điều gì đó cải thiện như là nâng cao đời sống cho bà con quanh làng cũng như là địa phương. Chưa một ngày được học về du lịch, và dẫu đã có một vài kinh nghiệm đáng kể trong một số lĩnh vực nhất định, nhưng Nguyễn Châu Á vẫn quyết định mạo hiểm, rẽ ngang sang hướng khác trong sự nghiệp của đời mình. Người con của núi rừng Phong Nha này đã chọn loại hình du lịch mạo hiểm làm sản phẩm chính để phát triển,
mà không cạnh tranh với bất kỳ hình thức du lịch nào đang được khai thác trên địa bàn Quảng Bình. Sau nhiều năm làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, cộng với thời gian được trải nghiệm ở nhiều nơi trên thế giới, đã giúp Nguyễn Châu Á tích lũy được một vốn kiến thức cần thiết để vận dụng vào các sản phẩm du lịch của Chua Me Đất. Với kỹ năng sử dụng thành thạo, lưu loát tiếng Anh, Nguyễn Châu Á được xem là một trong những người nói tiếng Anh tốt và có duyên nhất trong ngành du lịch lúc bấy giờ. Lúc đầu chúng tôi chọn cái loại hình du lịch mạo hiểm này, nó thực sự là một cái loại hình rất khó. Vì cái loại hình du lịch mạo hiểm khám phá hang động này trước đó chưa hề tồn tại. Cho nên chúng tôi phải mày mò học tập, học hỏi rất nhiều để làm sao bảo đảm một cái chuyến đi an toàn, một cái chuyến đi mà một cái sự trải nghiệm nó tuyệt vời cho du khách. Từ năm 2009 trở về trước, Sơn Đòn vẫn là một cái tên rất lạ lẫm đối với người dân Quảng Bình, Việt Nam và cả thế giới. Tháng 4 năm 2009, thế giới thực sự bị chấn động khi những hình ảnh và số liệu đầu tiên của hang Sơn Đòn do Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh công bố. Với chiều dài 6,5 km, chiều cao trên 150m, rộng 200m, chứa đựng trong lòng hang là một cánh rừng nguyên sinh hàng ngàn năm tuổi, cùng thảm thực vật cực kỳ phong phú, như là một vườn địa đàng trong lòng đất. Được ví von là chén thánh của khoa học thế giới, Sơn Đòn đã vượt qua hang Đia của Malaysia, chính thức được công nhận là hang động tự nhiên lớn nhất thế giới. Ý tưởng khai thác tour du lịch mạo hiểm khám phá hang Sơn Đòn của Chua Me Đất lúc bấy giờ bị nhiều người cho là liều lĩnh và không khả thi. Bởi lẽ, đây là hình thức du lịch mà du khách sẽ phải đi bộ, băng rừng rậm, lội suối sâu, vượt những vách đá tai mèo, thậm chí phải bơi qua những con sông ngầm trong hang tối. Không ít người cho rằng đây là tour du lịch hành xác theo đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Khó ai giải thích được rằng động lực nào thôi thúc những du khách nước ngoài bỏ ra một số tiền lớn, 3.000 đô la Mỹ, tương đương hơn 67 triệu Việt Nam đồng mỗi người, cho hành trình khám phá một cái hang trong 6 ngày, 5 đêm. Được tỉnh Quảng Bình cho phép, với sự giúp đỡ của Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh, đầu năm 2013, tour du lịch mạo hiểm đầu tiên khám phá hang Én của Chua Me Đất chính thức khởi hành. Sau 2 ngày 1 đêm, tour du lịch mới lạ này thành công, đánh dấu bước khởi đầu của Chua Me Đất trong hành trình mang Sơn Đòn và Phong Nha ra với thế giới. Tháng 8 năm 2013, Sơn Đòn đón những du khách quốc tế đầu tiên đến khám phá trải nghiệm. Trong vòng một tuần lễ, với sự hỗ trợ của Chua Me Đất, những du khách đầu tiên đến từ Hoa Kỳ, Anh Quốc, Na Uy, Liên bang Nga và Australia đã chinh phục thành công hang động lớn nhất thế giới, Sơn Đòn. It was wonderful. Thật tuyệt vời. Đây là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời của tôi, và cũng là một thử thách khó khăn, nhưng bù lại là những điều tôi được thấy. Tôi không nghĩ chuyến đi đến Việt Nam và tour du lịch này lại có nhiều tuyệt vời như thế này.
Hang động này thực sự đáng kinh ngạc. Tôi và mọi người mặc dù rất mệt, nhưng chúng tôi đã có một quãng thời gian rất tuyệt vời. My trip to this cave has been even better. It's just amazing place. So at the moment, as everybody knows, it's an expensive tour. Đây là một tour du lịch mạo hiểm mức độ cao dài ngày, có 6 ngày và 5 đêm ở trong hang động, nên đòi hỏi nhiều kỹ thuật cao. Rất nhiều người muốn đến đây. Nhiều du khách từ khắp nơi đến với Phong Nha và đã trải nghiệm các hang động khác trong khu vực đều rất nóng lòng để khám phá hang Sơn Đòn. Nếu họ được luyện tập tốt, cùng điều kiện sức khỏe hoàn hảo, họ có thể tham gia tour thám hiểm này. Sức hút của Sơn Đòn thực sự là rất khó để cưỡng lại. Từ Trung Đông xa xôi, Thái tử Sheikh Ahmed Mohammed thuộc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng đã phải đến Phong Nha Kẻ Bàng để một lần trong đời được thân chinh thám hiểm Sơn Đòn. Các vị đại sứ đến từ 7 quốc gia Argentina, Thụy Điển, Italia, Australia, Vương quốc Anh, Cộng hòa Séc và trợ lý ngoại trưởng Mỹ cũng không phải ngoại lệ. Được tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp mê hoặc, độc nhất vô nhị của Sơn Đòn, đại sứ các nước như đã trở thành những sứ giả, góp phần quảng bá hình ảnh cho du lịch Quảng Bình, Việt Nam. Giữa lòng hang Sơn Đòn lộng lẫy, họ đã cùng nhau hòa vang tiếng hát ca ngợi về hang động, về sự đoàn kết, hợp tác và phát triển giữa các quốc gia trên thế giới với Việt Nam. Cho đến nay, Sơn Đòn đã đón gần 3.000 du khách trên khắp thế giới. Mỗi năm chỉ có khoảng 600 du khách may mắn được trực tiếp khám phá, trải nghiệm đến với Sơn Đòn. Điều làm cho hành trình này trở nên đặc biệt chính là các tour được mở đặt chỗ hàng năm đều nhanh chóng được bán hết chỉ trong thời gian rất ngắn. Được mệnh danh là vương quốc của hang động, Phong Nha Kẻ Bàng có trên 300 hang động lớn nhỏ với nhiều giá trị độc đáo khác nhau, nhưng nổi bật nhất vẫn là hang Sơn Đòn. Đây là tài nguyên quý giá cho phát triển du lịch của Quảng Bình nói riêng và Việt Nam nói chung. Từ năm 2010 trở về trước, việc khai thác du lịch Phong Nha Kẻ Bàng của Quảng Bình chỉ dừng lại loại hình tham quan truyền thống vào các hang động Phong Nha, Tiên Sơn, Thiên Đường. So sánh với xu hướng phát triển của du lịch thế giới, loại hình này khá đơn điệu, không thực sự hấp dẫn để níu giữ du khách, nhất là khách quốc tế lưu trú dài ngày tại Quảng Bình. Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh đến Phong Nha Kẻ Bàng Quảng Bình được hơn 25 năm. Họ chính là người luôn khao khát tìm kiếm hang động và đào sâu nghiên cứu, những món quà mà tạo hóa đã ban tặng cho Quảng Bình. Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh cũng chính là đơn vị đã hỗ trợ đắc lực cho Chùa Me Đất trong hành trình khai thác phát triển tour thám hiểm Sơn Đòn, biến nó thành tour du lịch chủ chốt và độc đáo bậc nhất trong khu vực và thế giới. Tuy nhiên cũng phải mất hơn 2 năm, Chùa Mẹ Đất mới thuyết phục được Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh rằng mục đích lớn nhất của mình chính là tạo việc làm cho người dân địa phương và nỗ lực bảo tồn hang động của di sản ở trạng thái tốt nhất.
That's very important. That's the great joy of doing this. Điều này thực sự quan trọng khi những hang động mang đến nhiều hơn những cơ hội việc làm cho người dân địa phương. Tôi được biết rằng hầu hết những người dân địa phương ở gần Phong Nha đều đang làm việc trong ngành du lịch, và tôi tin rằng đây chính là hệ quả tốt đến từ những hang động. Đây là một tín hiệu rất đáng mừng. Tôi biết chủ mê đất đang làm rất tốt và nghiêm khắc trong công tác bảo tồn, không chỉ ở những hang động khai thác du lịch mạo hiểm mà còn là trong toàn bộ ngành du lịch hang động. In the adventure caves. Tạo sự khác biệt là tiêu chí hoạt động riêng có của Chu Me Đất. Bởi vậy, việc tổ chức, điều hành những chuyến thám hiểm hang động, rừng nguyên sinh ở Phong Nha Kẻ Bàng không thể so sánh với bất kỳ tour du lịch nào khác trên thế giới. Chu Me Đất còn mang sứ mệnh là người dẫn dắt, truyền lửa và phát triển thương hiệu Phong Nha Kẻ Bàng, Sơn Đòn ra thế giới. Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh đồng ý hợp tác khai thác Sơn Đòn vì họ thấy được cách thức làm thực tế của Chu Me Đất ở Tú Làn, Hang Va và Hang Én. Họ cũng hiểu rằng chỉ có Sơn Đòn mới gây được tiếng vang và tạo nên sự đột phá khác biệt. Và Sơn Đòn đã tỏa sáng, giúp Quảng Bình Việt Nam có được thương hiệu du lịch mang tầm đẳng cấp quốc tế. Vạn sự khởi đầu nan, không ít lần Chu Me Đất đã phải đối mặt với rất nhiều thử thách khó khăn. Trong những ngày đầu chập chững bước vào lĩnh vực du lịch mạo hiểm, nơi mà tính an toàn luôn được ưu tiên cao nhất. Thiết bị an toàn chính là một bài toán thực sự hóc búa, đầy thử thách trong điều kiện phát triển loại hình du lịch mạo hiểm còn non trẻ của Việt Nam. Với sự hỗ trợ tư vấn nhiệt thành của chuyên gia hang động Hồ Quốc Limburg, đã hỗ trợ tư vấn tối đa cho Chu Me Đất, thực hiện nghiêm túc yêu cầu an toàn tuyệt đối và bảo tồn bền vững, thông qua việc đầu tư các trang thiết bị đạt chuẩn quốc tế, nên đã chiếm trọn niềm tin của Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh. Thử thách được xem là khó vượt qua nhất của Chu Me Đất. Đó chính là việc đào tạo nguồn nhân lực chuyên nghiệp, phù hợp với loại hình du lịch mạo hiểm. Việc tuyển dụng nhân sự trước nay vốn dĩ đã không mấy dễ dàng, nhất là trong lĩnh vực du lịch mạo hiểm. Công tác đào tạo lại tiêu tốn thời gian và khó khăn hơn bội phần. Bởi lẽ, đại đa số người dân địa phương, trình độ học vấn còn thấp, cộng thêm thói quen làm việc, sinh hoạt tự do, phóng khoáng, do những phong tục tập quán chi phối. Thực tế này đã tạo ra một sức ép rất lớn về mặt nhân sự cho Chu Me Đất. Tuy nhiên, ở một khía cạnh khác, những người dân quê này vốn có bản chất thật thà, thân thiện, cần cù, chịu khó. Đặc biệt là họ có sức khỏe tốt và rất thông thạo địa hình. Với sự hỗ trợ của Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh, Chu Me Đất đã đào tạo được đội ngũ nhân viên hội đủ các yếu tố cơ bản về kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh, thay đổi cách tư duy, thói quen sinh hoạt và có tác phong làm việc chuyên nghiệp hơn. Kiên trì với thời gian, từ 3 nhân sự với 15 porter trong năm đầu tiên khởi nghiệp, đến nay Chu Me Đất đã có một đội ngũ nhân viên chất lượng lên đến 80 người với hơn 300 porter, trong đó có trên 90% là người dân bản địa. Trong số những porter đó có cả Hồ Khanh, người có công phát hiện ra hang Sơn Đòn. Bằng kinh nghiệm của mình, Hồ Khanh được Chu Me Đất tin cậy, giao nhiệm vụ phụ trách đội porter, chuyên phục vụ các nhà khoa học, các đoàn làm phim và du khách khám phá Sơn Đòn và các hang động khác ở Phong Nha Kẻ Bàng. Và cái đoàn làm phim hoặc khách du lịch, khi họ tới ở Phong Nha, Hang Én hoặc Sơn Đòn, cả cái tour du lịch như vậy, thì khi ngày cuối sẽ có một buổi họp mặt để họ gọi là cảm ơn và nhận xét những việc cách phục vụ. Thì nhiều đoàn đấy, không phải là đoàn làm phim mà cả nhiều đoàn du lịch, họ cùng nói họ khi họ đến Việt Nam họ không ngờ rằng ở Phong Nha có một đội ngũ phục vụ một cách rất chuyên nghiệp và có kỹ năng rất tốt, đạt tiêu chuẩn quốc gia. Họ bảo đội phục vụ này có thể là mang đến đẳng cấp của quốc tế. Hiện nay các cái tour của Chu Me Đất đang từng bước nâng cao cả cái vấn đề bảo vệ môi trường.
Một động tác rất đơn giản thôi. Ngay cả cái nhà vệ sinh chúng ta đặt, nó sử dụng một cái hình thức gọi là ổ phân vi sinh, có nghĩa rằng chúng ta không cần phải đào hố mà chúng ta sẽ sử dụng trấu để chuyển đổi các cái chất thải thành phân bón để nó tốt cho cây và nó không gây hại đến môi trường cũng như không thấm vào nguồn nước. Hay là các cái công tác như là nấu ăn chúng tôi cũng sử dụng bằng bếp ga để không có gây khói hay là tác động trực tiếp lên khu vực hang động. Rồi các cái tuyến đi từ người Potter họ ý thức được là nếu có ai đó vô tình họ vứt một cái mẩu thuốc lá hay là họ vứt một cái bịch ni lông thì tự động những người Potter đó họ sẽ nhặt lên và tạo dựng ra được cái ý thức đó, không chỉ cho nhân viên mà du khách cảm thấy rằng là họ có nghĩa vụ để làm tốt, để cho những người đi sau họ sẽ thấy rằng một cái môi trường sạch đẹp. Rất nhiều Potter của Chua Me Đất và hàng trăm hộ gia đình nông dân khác ở vùng đệm của Phong Nha Kẻ Bàng đã có được công ăn việc làm ổn định nhờ phục vụ du lịch. Điều quan trọng nhất chính là họ đã tự nguyện bỏ nghề phá rừng, không làm tổn hại đến di sản. Chúng tôi lớn lên là khai thác gỗ trái phép và là lâm tặc, nhưng mà sau khi quá trình được Hồ Khanh khám phá khai thác ra cái đồng này thì công ty nó có mở cái tuyển du lịch Sơn Đông và Hàng Én. Chúng tôi là thành lập một đội vật tư để mà đưa đón khách là đi tham quan trong cái đồng Sơn Đông và Hàng Én. Chúng tôi thì cảm thấy là cũng đúng thật, giờ hôm nay cũng có cái giá trị của thiên nhiên và di sản, nhưng bây giờ chúng tôi thì cảm giác chúng tôi bây giờ là cũng có thêm thu nhập để mà trang trải trong cuộc sống của gia đình. Qua quá trình dẫn các đoàn khách quốc tế đi làm phim hoặc báo chí du lịch, thì qua quá trình tìm hiểu và có thư ngỏ ý của du khách thì có thể vùng trên này bàn nên đầu tư một cách nghỉ của homestay, và tôi cũng có đi tham khảo ở Hội An. Thì về bắt đầu tôi quyết định với trong gia đình và với cái số tiền mình tích góp và mình thêm bán bé để làm cái mô hình ở Phong Nha. Tôi làm một cái thì thấy nguồn thu nhập nó được và ổn định hơn làm những gọi là làm nóng hoặc chăn nuôi giống như hồi trước mình làm ấy, thì cảm thấy được và tôi cũng có lời động viên mấy người xung quanh. Chúng tôi không những là sử dụng họ để phục vụ trong tour mà chúng tôi muốn đào tạo cho họ để từng bước họ có thể đi lên con đường chuyên nghiệp hơn, và thậm chí bản thân họ có thể nghĩ ra những cái mô hình kinh doanh mới để cho gia đình và người thân của họ có thể tự kinh doanh được. Thì trong vòng 2 năm trở lại đây, một trong những cái dự án chúng tôi hỗ trợ cho Potter là giúp cho họ làm những cái homestay. Ví như anh Hồ Khanh hiện nay anh có 7 phòng thì chúng tôi đang hỗ trợ các cái công tác về quảng bá rồi bán hàng giúp cho họ. Tôi biết ông châu Á cũng đã được một thời gian dài từ năm 1995. Ông ấy đã ngỏ lời muốn tôi đi cùng đến Việt Nam, và chúng tôi đã làm việc cùng nhau trong rất nhiều tour du lịch mạo hiểm. Ông ấy là một doanh nhân rất có đầu óc, nhưng cũng rất giỏi trong việc giúp đỡ cộng đồng địa phương. Đây là điều mà tôi nghĩ là quan trọng nhất. Tôi hy vọng sẽ được tiếp tục làm việc chặt chẽ cùng ông ấy, giúp đỡ phát triển du lịch trong khu vực của tỉnh Quảng Bình. Ở vùng đệm của Phong Nha Kẻ Bàng có hơn 50.000 người dân sinh sống. Từ bao đời nay họ chỉ biết sống dựa vào rừng để khai thác trái phép lâm sản, và điều đó đã tạo nên rất nhiều áp lực đối với di sản. Từ năm 2003 đến nay, hai lần được UNESCO vinh danh là di sản thiên nhiên thế giới, Phong Nha Kẻ Bàng đã đón hàng triệu du khách. Các tour, tuyến du lịch được mở ra, tạo thêm nhiều việc làm mới với thu nhập ổn định cho hàng ngàn người dân địa phương. Đó chính là điều mà Quảng Bình đã làm được, tạo sinh kế ổn định lâu dài cho phần lớn người dân trong vùng đệm, giảm thiểu áp lực của con người lên di sản, đồng thời đảm bảo hài hòa lợi ích giữa yêu cầu bảo tồn với nhu cầu phát triển.
giải quyết phần lớn việc làm cho người dân. Và chính điều đó cho nên là cái bảo vệ di sản ở Phong Nha Kẻ Bàng là mang tính bền vững, và người dân tôi cảm nhận rằng đây là một cái viên ngọc quý, và có di sản thì người dân có việc làm, mà có việc làm thì đời sống người dân là cao lên, và từ đó người ta có ý thức là bảo vệ di sản. Ban Khoa giáo VTV2 Đài truyền hình Việt Nam là một trong những kênh truyền hình đầu tiên của Việt Nam, khu vực và trên thế giới sớm có ekip làm phim khám phá về Sơn Đỏ. Với rất nhiều máy móc, thiết bị hiện đại, dòng dã hơn một tháng trời, vượt qua rất nhiều khó khăn, gian khổ, thậm chí cả nguy hiểm. Được sự giúp đỡ nhiệt tình của chú mé đất, phim tài liệu Bản Hòa Tấu Sơn Đỏ đã ra đời. Đây là tác phẩm truyền hình đầu tiên của Việt Nam chính thức quảng bá Sơn Đỏ, hang động lớn nhất hành tinh, ra với công chúng cả nước, khu vực và trên toàn thế giới. Thì cái kỷ niệm sâu sắc nhất đối với Sơn Đoòng với tôi thì nó quá nhiều và rất nhiều. Nhưng cái điều mà tôi ấn tượng nhất đấy là chính là cái câu slogan của chú mé đất. Đó là hãy đi vào và đi ra trả lại cho cái hang Sơn Đoòng nó đúng như khi bạn chưa từng vào. Chúng ta hãy thử tưởng tượng mà xem, chúng ta tồn tại hết một cuộc đời này, thậm chí là về sau nữa, nhiều thế hệ nữa, nó chỉ là một cái chấm rất nhỏ trong cả một cái tiến trình hình thành, phát triển và ổn định của một hang Sơn Đoòng. Vậy mà cho đến bây giờ chúng ta được nhìn, được thấy và như chúng tôi được quay, được làm phim về những cái nét đẹp của Sơn Đoòng. Với một cương vị một đạo diễn thì có lẽ là chưa bao giờ chúng tôi đã được một cái điều kiện làm việc và thoải mái cũng như là thực sự tự nhiên như khi tôi làm ở Sơn Đoòng. Các bạn hãy thử tưởng tượng như này. Khi mà mình tác nghiệp ở một nơi thì ánh sáng nó là quan trọng nhất. Và cái sự quan trọng đấy với Sơn Đoòng nó là số 1. Tại sao? Vì trong hang Sơn Đoòng thì ánh sáng hầu như là không có. Tất cả mọi địa điểm trong đẹp nhất của Sơn Đoòng chúng tôi đo đều là không lux. Và do đó thì cái việc mà tác nghiệp ở Sơn Đoòng nó có một cái khó khăn tuyệt đối. Nhưng với cái sự mà tích cực cũng như là hỗ trợ tuyệt đối của phía Oceanic thì chúng tôi đã có những thước phim mà tôi nghĩ rằng là chưa có một đoàn làm phim nào có thể quay được như vậy. Ánh sáng là thứ duy nhất mà Sơn Đoòng thiếu, nhưng cũng là thứ quan trọng nhất để làm nên những đặc biệt của hang động này. Trong thuật ngữ của quá trình Caster ở lòng hang Sơn Đoòng, có hai khái niệm hay gặp, đó là chuông đá và măng đá. Các hệ thống nhũ đá rủ từ trên xuống được gọi là chuông đá. Chúng được hình thành bởi các giọt nước trôi xuống, bồi đắp thành từng nếp gấp nối từ trên xuống. Còn măng đá là hệ thống thạch nhũ được hình thành với chiều ngược lại, tức là trồi từ dưới đất lên. Ở trường hợp này, câu chuyện về thời gian mới thực sự là một kỳ tích vĩ đại. Từng giọt nước nhỏ mang theo lượng carbonat canxi rất ít rơi xuống. Nước trôi đi hay bay hơi, để lại phần canxi nhỏ ấy. Lượng canxi nhỏ đó tích tụ qua năm tháng, bồi đắp dần từng lớp mỏng và cao lên thành những cột măng đá hùng vĩ như những công trình được bàn tay con người dày công tạo thành. Cũng vì thế mà thời gian để tạo thành măng đá lớn gấp nhiều lần hệ thống chuông đá. Măng đá trong lòng hang Sơn Đoòng được coi như phần phụ lục dày dặn của cuốn lý lịch hang. Quy mô và tuổi của măng đá trong hang cũng góp phần nói lên được tầm vóc của Sơn Đoòng. Tháng 5 năm 2015,
một sự kiện đáng ghi nhớ để Quảng Bình Việt Nam được cả thế giới biết đến. Thông qua chương trình truyền hình trực tiếp nổi tiếng Good Morning America của hãng truyền hình ABC Hoa Kỳ, phát sóng trực tiếp qua vệ tinh với những hình ảnh về hang Sơn Đòn và hang Én của di sản thiên nhiên thế giới vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng. Hàng chục triệu khán giả trên toàn thế giới đã ngỡ ngàng trước vẻ đẹp mê hoặc, lộng lẫy đến nghẹt thở của hang Sơn Đòn. Sau sự kiện này, báo chí khắp các châu lục đã đồng loạt cho đăng tải hình ảnh của Sơn Đòn và xếp vào top 10 những hang động kỳ vĩ nhất và đẹp nhất hành tinh. Rất ít người trên thế giới và kể cả ở Mỹ từng được xem những hình ảnh tuyệt vời này. Tôi rất vinh dự vì được chia sẻ vẻ đẹp của Việt Nam với thế giới. Chương trình Good Morning America vinh dự được đón một vị khách đặc biệt, Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Vũ Đức Đam. Ông đã chia sẻ với khán giả của chương trình rằng Việt Nam luôn coi trọng phát triển du lịch bền vững, đi đôi với việc bảo vệ môi trường, bảo tồn văn hóa và các giá trị truyền thống. The people used to rely on hunting and logging for a living. Nowadays, many of them are in tourism. Hang Sơn Đòn đã tồn tại hàng triệu năm rồi. Trước kia người dân địa phương thường dựa vào săn bắn và đốn củi để kiếm sống. Bây giờ họ đã làm du lịch và có cuộc sống tốt hơn rất nhiều. Phát triển bền vững rất quan trọng không chỉ với du lịch mà còn với cả nền kinh tế. Chúng ta phải đảm bảo rằng phát triển phải đi đôi với bảo vệ môi trường, bảo tồn truyền thống và văn hóa. Sau chương trình Good Morning America của hãng truyền hình ABC Hoa Kỳ lên sóng, gần một năm viết thư mời gọi, đàm phán và quảng bá, Chùa Mẹ Đất đã tiếp tục thành công khi Hollywood chọn Phong Nha Kẻ Bàng Quảng Bình làm một trong ba địa điểm của Việt Nam làm bối cảnh để thực hiện bộ phim bom tấn Kong Skull Islands vào đầu năm 2016. Nhiều nhân vật nổi tiếng như diễn viên ngôi sao Samuel Jackson, Brie Larson, Tom Hiddleston, đạo diễn Jordan Vogt Roberts đã có mặt ở Quảng Bình, Việt Nam. Mọi người vốn không biết đến sự tồn tại của những hình khối như bối cảnh này. Tôi thấy thật nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng đã đến được Việt Nam và có thể chỉ cho đoàn làm phim của tôi bối cảnh này tuyệt vời như thế nào. Điều thú vị nhất đối với tôi là hết thảy đoàn làm phim đã đến được đây và ai cũng nở nụ cười rạng rỡ trên gương mặt. Họ cũng yêu cảnh vật nơi đây như cái cách mà tôi đã phải lòng nó. Tháng 3 năm 2017, Kong Skull Island đã công chiếu ra các rạp trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Trong thời gian thực hiện các cảnh quay tại Quảng Bình, đoàn làm phim đã được chính quyền và người dân địa phương đón tiếp nồng hậu và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để hoàn thành tác phẩm siêu điện ảnh này. Chùa Mẹ Đất đóng một vai trò quan trọng và nòng cốt trong việc giới thiệu những địa điểm tuyệt đẹp, phù hợp cho bộ phim, xây dựng một đội ngũ hỗ trợ đoàn làm phim, những thành viên được đào tạo để tham gia tour đã đến và hỗ trợ chúng tôi. Cách mà Chùa Mẹ Đất đang hoạt động, cách họ đào tạo các nhân viên rất tuyệt vời. Chất lượng đào tạo thực sự cao, những nhân viên đó có thể tham gia vào đội ngũ làm phim một cách rất ngoạn mục. Họ đưa chúng tôi đến những vùng đất chúng tôi chưa từng được biết đến, tư vấn cho chúng tôi làm thế nào để xây dựng đường xá, chỉ cho chúng tôi nơi có thể dựng phim trực chính. Và họ là những người rất quan trọng, có giá trị cốt lõi tại đây. Vẻ đẹp của Công, của Quảng Bình, của Tú Lan hay cả vùng đất này trong bộ phim không thể lột tả được hết nếu không có sự giúp đỡ từ phía Chùa Mẹ Đất. Để đánh giá một loại hình du lịch có thành công hay không, người ta thường quan tâm có bao nhiêu du khách quốc tế đến khám phá, trải nghiệm. Đối với Chùa Mẹ Đất, việc thu hút vài ngàn khách mỗi năm là khả thi, nhưng họ chỉ chọn một con số khiêm tốn.
vì đó là lời giải cho bài toán phát triển du lịch bền vững. Đó cũng chính là lý do mà mỗi năm Chùa Me Đất chỉ đón khoảng 600 du khách đến khám phá Sơn Đòn. Tour du lịch khám phá Sơn Đòn vào cuối năm 2016, Chùa Me Đất chỉ đón tiếp và phục vụ duy nhất một vị khách đặc biệt, Jordan Vogt Robert, đại sứ du lịch Việt Nam, đạo diễn phim bom tấn, công Spoon Island. Do thời tiết không thuận lợi, nước sông trong động dâng cao, nên đoàn vào hang động bằng cửa sau thay vì vào cửa trước như các tour du lịch khác. Và cũng chính vì thế, Jordan Vogt Robert trở thành vị khách du lịch đầu tiên chinh phục thành công bức tường Việt Nam cao gần 100 mét án ngữ ở cửa sau của hang Sơn Đòn. Trở về từ Sơn Đòn, đạo diễn Jordan Vogt Robert tràn đầy cảm xúc. Tôi thực sự yêu Việt Nam. Tôi rất muốn có thêm nhiều người biết những vẻ đẹp này và có những trải nghiệm thú vị cũng như tràn đầy cảm hứng để những dự án làm phim sau họ sẽ muốn quay tại Việt Nam. Có rất nhiều điều tôi muốn làm ở Quảng Bình bởi vì tôi yêu Quảng Bình. Những con người nơi đây, họ thực sự làm tôi bị ấn tượng và được truyền cảm hứng. Không hoa mỹ khoa trương, chỉ mang tên một loại thảo mộc bình dân của núi rừng. Bền bỉ với thời gian, Chùa Me Đất đã trở thành người tiên phong trong hành trình đưa Sơn Đòn cùng hệ thống hang động kỳ vĩ của Phong Nha - Kẻ Bàng trở thành điểm đến hấp dẫn nhất châu Á. Và chỉ một ngày không xa nữa, Quảng Bình, Việt Nam sẽ trở thành kinh đô du lịch hang động của thế giới. Mỗi chúng ta, mỗi người dân Quảng Bình hãy là một đại sứ du lịch. Mỗi người dân Quảng Bình sẽ là một người làm quảng bá cho du lịch Quảng Bình. Khi chúng ta một người không thể làm được cái gì, nhưng nếu chúng ta có hàng trăm ngàn người tập trung vào để quảng bá, để giới thiệu đất nước con người Quảng Bình ra thế giới, chắc chắn cái hướng của nó rất lớn. Tôi yêu Quảng Bình và với tư cách là đại sứ du lịch, tôi rất muốn làm được nhiều thứ để có thể đưa hình ảnh của Việt Nam ra thế giới. Tôi muốn mang nhiều vị khách nước ngoài đến đây. Trong chuyến đi lần này, tôi đi cùng những người chưa từng biết đến vẻ đẹp của mảnh đất này. Trong đó có Geiger Edward, đạo diễn, nhà sản xuất Godzilla, Star Wars, chiến tranh giữa những vì sao. Tôi cũng muốn đưa những người Mỹ đến đây để cho họ thấy được sự tuyệt vời của vùng đất này. Không có ai đứng bên lề của sự phát triển, không có ai ở lại phía sau chúng ta. Con đường đi đến thịnh vượng Quảng Bình đó là dịch vụ hóa nền kinh tế, lấy du lịch làm nền tảng phát triển, xây dựng thương hiệu du lịch Quảng Bình có một chiến lược bài bản dài hạn, tạo lập những cái lợi thế so sánh mới để phát triển. Phải xã hội hóa nguồn lực, chúng ta phải dựa vào dân, phải dựa vào doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tư nhân. Quảng Bình là một Việt Nam thu nhỏ có đầy đủ phát triển mà nơi khác không thể so sánh được. Không ai ở lại phía sau, không ai đứng bên lề, và không có ai đứng ngoài cuộc của sự phát triển. Đó chính là con đường, là đích đến duy nhất đúng để du lịch Quảng Bình Việt Nam tiếp tục tỏa sáng, hội nhập cùng thế giới. Thank you.